Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Oh,
Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Kỳ Thủy mời quý vị cùng gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt, một người mà tên tuổi của ngài đã vượt qua cả không gian và thời gian, một người đã dành cả cuộc đời của mình để tận hiến cho Chúa và đem lại cho kho tàng Thánh Nhạc Việt Nam hàng ngàn bài hát rất quen thuộc đã trở thành kinh nguyện nằm lòng cho biết bao thế hệ người Công giáo Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị linh mục nhạc sư Phêrô Kim Long. Chúng con kính chào cha. Xin chào chị. Xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Thưa cha, con có cảm giác như những ngày này là trong các nhà thờ và các ca đoàn đều râm ran một bầu không khí là mừng lễ kỷ niệm 77 năm tuổi đời của cha, 61 năm sáng tác thánh nhạc và 50 năm hồng ân linh mục. Không biết là cha có cảm nhận gì về cái điều này ạ? Dĩ nhiên là cảm nhận riêng tư cá nhân thì mình cảm thấy là một hậu lớn lao của Thiên Chúa. Mặc dù là đã tuổi hưu rồi cho nên tôi không muốn tổ chức gì cả, chỉ âm thầm cầu nguyện thôi. Nhưng mà những người thân cũng như học trò muốn là có một tổ chức để có một ghi dấu cái một cái kỷ niệm thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Dạ thưa cha, một quãng đường dài 77 năm tuổi đời như vậy thì đâu là cái hồng ân đặc biệt nhất mà cha cảm nhận là Chúa ban cho cha ạ? Dĩ nhiên chúng tôi nghĩ rằng cái hồng ân đầu tiên phải làm người đã. Không làm người thì chẳng có gì cả. Thứ hai là hồng ân làm con Chúa. Rồi thứ ba là hồng ân làm linh mục. Và thứ bốn là hồng ân viết thánh ca. Làm linh mục cũng có thể là con một họ đạo đó thì chỉ muốn đạo biết thôi. Nhưng bây giờ hồng viết thánh ca thì tôi cũng một chút thánh hiện. Nói đâu người ta nói, cha Kim Long đó. Sang tới Mỹ làm lễ ở nhà thờ, họ bảo cha Kim Long tới làm lễ. Thì mình nghĩ là đấy không phải là cái tài của mình, nhưng mà một hồng ân Chúa ban. Tôi có nói với học trò tôi là làm thánh nhạc không được gì đâu. Về tiền bạc không có lời gì cả. Nhưng vậy, mình cảm thấy được nhiều ở chỗ là sự quý mến của nhiều người. Con nhớ có một bài hát mà cha đã từng hát. Nếu Chúa không hiện diện cùng ta, khi quân thù xung kích tới, nuốt tươi ta vì nỗi hận thù. Thì con không biết là trong suốt quãng đời của cha cảm thấy là đâu là cái kẻ thù mạnh nhất ? Và trong cái sự yếu đuối của thân phận con người, có bao giờ mà cha thấy được rõ cái sự hiện diện của Thiên Chúa đồng hành cùng với cha không? Chắc chắn là mỗi người chúng ta được cảm thấy cái kẻ đáng sợ nhất chính là con người của mình. Bởi vì trong cái bài Chúa không làm tôi biết rằng còn mang thân thể nặng nề là còn luôn mê mải trần thế. Cái chuyện mê mải đó không đến từ Chúa đâu, mà cho nên Nguyễn Du Lịch có bảo có trời mà cũng tại ta. Đúng là tại ta mới là quan trọng. Chúa dạy cho mình con đường đi, ngồi trên con đường đi đó, mình gặp bao nhiêu trở ngại và mình phải chiến đấu chính với con người của mình. Tôi có từng sinh hoạt với các cái chủng sinh rằng hai lần nằm dài trên ghế, trên nền nhà thờ để họ phủ hết ông thánh đó, bà thánh kia lên. Rồi lúc mình cảm động lắm, nhiều khi rớt nước mắt, nhưng mà nhiều khi mình trỗi dậy thì mình mới thấy mình vẫn là mình. Tôi nói đùa là nhiều khi thấy tiền vẫn rỡ sáng mắt, mà nhiều khi thấy một cô cười cười cái thấy lòng nó cũng sao xuyến. Thì với cái sợ nhất là mình sợ với chính lòng mình. Để rồi, nhưng mà mình còn giữ trụ được đến hôm nay, sau 50 năm linh mục thì mình nghĩ rằng phải có chỗ ở cùng. Nếu Chúa không nâng đỡ thì không thể nào có thể bị đứng vững được trước thử thách những khó khăn của cuộc đời. Dạ, cảm ơn cha. Thưa cha, con và rất nhiều người đã từng có dịp gặp cha, đã từng tham gia những cái buổi biểu diễn âm nhạc, biểu diễn thánh nhạc, trong đó có cha tham dự. Thì hoặc là những chương trình đã có tổ chức sẵn, hoặc là những chương trình mà cha là một nhân vật bị bắt cóc lên sân khấu một cách bất ngờ, thì con đều thấy rằng cha thuộc từng lời bài hát, từng giai điệu viết ra. Con muốn hỏi là trong số hàng ngàn bài thánh ca cha đã viết thì có bài nào mà cha quên không ạ? Có thể là giờ mà đọc tất cả những bài thì mình không thể nhớ được. Nhưng mà một cái giai điệu vang lên hoặc là lời ca mà mình được nghe thấy thì mình biết là của mình. Vì tôi viết thánh ca thì tôi không bao giờ ngồi để viết thánh ca cả. Mà tôi phải suy niệm một cái ý tưởng nào đó đến trong đó tôi. Rồi suy niệm, tôi vẫn nói với các học trò rằng viết thánh ca phải có một sự soi sáng nào đó của Chúa. Và khi Chúa soi sáng thì tôi dùng cái lời hay được ý tưởng đó để rồi suy niệm và cầu nguyện với Chúa. Vì thế mà tôi nhớ là năm 2007
khi một cái đêm tổ chức đêm 50 năm thánh ca ngoài Hà Nội, các thầy có hỏi tôi rằng triết lý viết thánh ca của cha là gì. Tôi bảo nghe triết lý thì nghe sang trọng lắm, nhưng mà cái hành trình viết thánh ca của tôi là có gồm 3 chữ. Thứ nhất phải đọc, đọc để có ý tưởng, đọc để thêm nhiều thứ kiến thức, đọc để tích trữ ở trong tâm thức mình những gì cần thiết. Và thứ hai là phải suy. Khi một ý tưởng nào đến với mình suy niệm xem nó kết hợp như thế nào. Rồi khi đã có ý tưởng rồi, mình dùng cái ý tưởng đó mình cầu nguyện với Chúa. Vì tôi nghĩ rằng mình biết thánh ca là để cho người ta hát và cầu nguyện, mà chính mình không cầu nguyện thì không thể có hiệu quả được. Và khi tôi đã cầu nguyện thì tôi khó quên được những gì mà tôi đã biết. Dạ thưa cha, và những điều cha vừa chia sẻ có phải là bí quyết để mà cha nhớ được hết tất cả giai điệu, lời nhạc lẫn như là hoàn cảnh sáng tác các ca khúc của tôi? Thì không nghĩ đến bí quyết gì cả, nhưng mà tôi làm như vậy và tôi thấy nhớ vậy thôi. Tôi không có đặt cho mình một cái gì phải theo. Người nghệ sĩ có cái độc lập và cái thoáng của mình như vậy, thế mình cảm thấy và mình làm như vậy đúng. Cho nên mấy học trò tôi bảo những bài của cha tương đối dễ hát là vì tôi không dùng đàn bao giờ cả. Nếu tôi dùng đàn có thể tạo những cái mà tôi nghe thấy hay rồi tôi biết và người ta hát được. Còn chính tôi hát và chính tôi dùng giai điệu ở trong trí óc của tôi. Vì thế tôi viết bài thánh ca, tôi cứ để trong óc rồi. Khi nào có thuận tiện thì tôi ghi lên giấy, hoặc là đúng là tôi ngồi vào máy vi tính tôi ghi lại. Chứ không bao giờ tôi ngồi để sửa nốt nọ, sửa nốt kia, thêm chứ nào thêm chứ kìa. Nó ở lòng tôi, đó mới là cái điều quan trọng. Thưa cha, là nhạc sĩ có nhiều bài hát được yêu thích và cũng đã có rất nhiều ca khúc nằm trong vô số VCD, DVD, album. Như vậy thì cha có bao giờ nghĩ về vấn đề tác quyền trong âm nhạc thánh ca không ạ? Thực ra tôi không nghĩ viết thánh ca để làm CD, để in sách, mà viết thánh ca để cho người ta hát và cầu nguyện. Vì thế mà chưa bao giờ tôi đòi tác quyền bao giờ cả. Có những nơi xin tôi xin in bài nào bài kia, tôi bảo cứ tự do. Ngay một cái nhà OCP ở bên Mỹ, họ muốn là họ cho độc quyền, tôi bảo không. Nếu anh xin phép tôi cho in những bài đó. Nhưng mà người khác xin tôi cũng cho, không độc quyền được. Bởi thánh ca tôi viết ra không phải để anh in và anh lấy tiền, mà tôi viết ra để cho người ta hát và cầu nguyện với Chúa. Như vậy thì cha có nghĩ rằng là, nhưng mà đó là chỉ là quan điểm của cha đối với bài hát của cha thôi. Còn vấn đề tác quyền trong nhạc thánh ca nói chung thì cha nghĩ sao ạ? Cũng có người đặt vấn đề, nhưng mà đối với những học trò của tôi thường là đồng hồ, tôi khơi rõ cái ý tưởng đó. Có như Nguyễn Duy, Ngọc Linh, Anh Tuấn, Francisco, tôi đều đặt vấn đề đó cả. Chúng ta viết thánh ca không phải để mà làm thương mại, mà chúng ta viết thánh ca để chính chúng ta cầu nguyện với Chúa và giúp cộng đoàn cùng cầu nguyện. Đó là mục đích của chúng ta. Thì thật ra thì phải thêm rằng có thể vì người ta hát nhiều, sách nhiều thì mình có một chút lợi nhuận, chứ không chối bỏ cái điều đó. Nhưng mà không, mình không đòi hỏi. Nhưng mà bây giờ là thí dụ in một cuốn sách thì không thể nào mình chính xác cái giá mình in ra với nhà bán đó, vì còn phải trừ phần trăm cho mấy nhà xuất bản, mấy nhà sách, cho nó có thể tăng được một chút. Mà nếu in nhiều thì đôi khi mình có một chút lợi nhuận thôi, cái đó thì mình để đổ xăng mà chạy lang nhang thôi, chứ không nuôi sống mình đâu. Dạ, yeah. Con thấy có nhiều ý kiến cho rằng nếu như mà nền thánh nhạc Việt Nam mà không còn Kim Long nữa thì xem như là nền thánh nhạc bị tắt. Cha nghĩ sao về cái ý kiến này? Tôi không nghĩ về vậy cả. Cách đây 24 năm khi tôi bị biết rằng ung thư đại tràng, và bác sĩ nói rằng có thể hy vọng sống được 6 tháng thứ 1 năm, thì tôi cũng thưa với Chúa này, Chúa sao Chúa gọi sớm thế? Con đang dạy học, con đang làm chuyện nào? Mà sao tôi nghĩ lại giáo hội này của 1 tỷ người, và Chúa dùng người nào? Giáo hội này không có Chúa Kitô thì chả có gì cả. Mà giáo hội của Chúa Kitô thì Chúa lo liệu. Cho nên mình phục vụ tới bước này thì cứ phục vụ. Còn mình qua đi rồi thì người sẽ tiếp chân mình. Vì thế có người hỏi tôi bảo, cha đi dự thánh lễ chẳng hạn, thấy hát bài của cha có thích không? Tôi bảo cũng thích chứ. Nhưng mà nếu tôi thấy hát như bài khác tôi vẫn thích như thường, vì tôi nghĩ rằng có những người kế thừa mình, có những bài có thể hát thay thế mình chỉ một giai đoạn nào đó thôi, chứ mình không mãi, thì mình cũng sẽ qua đi. Cho nên không bao giờ tôi nghĩ rằng mình là cái gì quan trọng cả, mà mình còn sống giây phút nào thì mình phục vụ giây phút đó thôi. Con được biết cha là thư ký của Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam,
cha nhận xét và có một cái kỳ vọng gì về nhân tố mới trong sáng tác thánh nhạc không ạ? Sự thật thì tôi là thư ký đầu tiên của Ủy ban Thánh nhạc khi được thành lập. Nhưng mà sau đó thì tôi bị đẩy lên là phó Ủy ban Thánh nhạc. Nhất là sau đó thì Trang My Trầm với Trang Nguyễn Duy làm thư ký và tôi bị đẩy làm phó trưởng ban. Thì cái thao thức của chúng tôi là làm sao phải có một cái nền thánh nhạc Việt Nam. Tôi có từng chia sẻ là nếu chúng ta đi vào cái cung trưởng, cung thứ của nhạc Tây Phương thì mình thua người ta từ mấy thế kỷ. Không thể vượt người ta được và người ta nhìn những bản nhạc của mình thì người ta cũng chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Nhưng mà khi mình cho nên thánh ca Việt Nam, tôi vẫn đôn đốc cho các học trò tôi là cố tạo một cái nhạc đặc sắc. Tôi có một người học trò có nét nhạc rất hay và tôi khuyến khích là Francisco có nét nhạc Việt Nam nào đó mà người khác không có. Tôi nhớ không nhờn được trước năm 2000, tôi nhớ năm rõ năm nào, ở bên Mỹ có gửi với tôi một cái kỷ niệm riêng. Người ta chọn một cái bài của tôi, người ta bảo bài hát hay của trong năm. Một người, ông thầy Rupido, ông đặt lời bằng tiếng Mỹ. Tôi nhìn suy nghĩ bài, người ta bảo cái bài này có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà tôi nhìn ra rằng bài đó tôi viết với cái hệ thống ngũ cung của nhạc Việt Nam. Người ta vang lên, người ta thấy là người ta không có, mình có. Thì từ đó tôi mới cảm nhận rằng thánh ca Việt Nam phải có một cái gì đặc trưng của mình để người ta cảm thấy là khác biệt với người ta. Chứ mình đi vào con đường người ta, không bằng người ta đâu. Thì cha có một người thầy hay là có một cái nguồn ảnh hưởng nào đến với cha trong cái giai đoạn khởi đầu sáng tác thánh nhạc không ạ? Có chứ. Thì tôi biết bài thánh ca đầu tiên là bài Con hân hoan bước bàn thờ Chúa. Lúc đó tôi chưa biết quy luật sáng tác, chưa biết gì cả, tôi chỉ hát thánh ca. Và những bài thánh ca nó vang vọng trong tâm hồn tôi nảy sinh ra. Và tôi biết, tự nhiên tôi nghĩ là tôi chép lại, tôi đưa cho một ông thầy là cha Ngô Duy Linh. Thì ngài gật ngồi mà được đấy, cố gắng đi, mình sẽ hướng dẫn thêm. Và vì tôi phải cảm ơn giáo hội là vì đấy, mình có một thầy bên cạnh. Rồi sau đó làm linh mục, năm 68, 69, giáo hội gửi đi học Roma để có cơ hội phát triển. Và vì thế tôi có chia sẻ với các học trò tôi rằng có hai vấn đề của người biết thánh ca. Thứ nhất là cái năng khiếu thì trời cho, mình cảm ơn Chúa. Chứ không có năng khiếu biết thánh ca không được đâu. Nó sẽ làm một thứ thợ. Nhưng mà yếu tố thứ hai cũng rất quan trọng, tức là kỹ thuật. Chúng ta bước vào một lĩnh vực chuyên môn là âm nhạc thì trong đó có những quy luật, có những đường hướng mà người ta phát triển mà mình không nắm vững thì mình sẽ lây đất trong cái sự tìm tòi của mình. Còn nếu mình học có kỹ thuật giúp đỡ mình thì mình phát triển dễ dàng. Cho nên tôi nhắc lại là để biết thánh ca thì mình cũng phải chịu khó mà học hỏi thôi. Mà không thầy đố mày làm lên, cho nên chỉ hỏi về có ông thầy, tôi nhận rằng phải có những thầy để hướng dẫn mình. Con vẫn rất thường nghe cha chia sẻ đó là việc cha đến với âm nhạc, đến với thánh ca đó là ơn Chúa, là Chúa ban cho cha. Nhưng ngoài những yếu tố về kỹ thuật thì con muốn hỏi một chút là ở trong sâu xa, trong tâm hồn của cha cảm thấy là việc viết thánh nhạc như vậy đem lại cho cha cái điều gì ạ? Thứ nhất là tôi đã nói rằng viết thánh ca là để cho người ta hát mà cầu nguyện. Thì trước hết mình cầu nguyện, đó là cái điểm quan trọng nhất. Khi một ý tưởng nào mình đọc ở trong sách đạo đức, trong thánh kinh, trong những sách suy niệm chẳng hạn, ý tưởng đến với mình, đó là một sự nuôi dưỡng tâm hồn mình. Rồi mình suy thì Chúa sẽ ban thêm soi sáng. Tôi nói thí dụ như tự nhiên tôi có ý tưởng là tôi viết bài Sống với Chúa luôn dù quy khó coi thường. Thì viết xong, biết gì nữa đây. Thì tôi mới suy nghĩ rằng, vậy thì có ý tưởng nào mà liên hệ tới việc sống với Chúa không? Thì tôi nhớ tới Phúc Âm Thánh Gioan nói về cây nho. Thì cành nho không kết hợp với cây nho thì không thể nào sinh trái được. Rồi tôi nhớ đến Thánh Bịnh 126 nói rằng nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề luống công. Nếu mà Chúa không canh giữ thì thành thợ canh giữ chẳng ích gì. Thì từ đó tôi nghĩ rằng nếu tôi không đọc trước những thánh bình đó, những bài phúc âm đó thì không thể đến được. Nhưng mà nếu Chúa không soi sáng khi tôi viết bài thánh ca đó thì tôi cũng không thể nào mà kết được những ý nghĩa như vậy. Thưa cha, xin cha chia sẻ thêm một chút tâm tư về việc sử dụng thánh nhạc
trong phụng vụ giáo hội tại Việt Nam cũng như tại các cộng đồng và các giáo xứ mà có sử dụng ngôn ngữ Việt Nam ở tại hải ngoại ạ? Tôi hải ngoại thì hồi ở đi học, tôi học ở châu, nhưng lúc đó chưa có cộng đồng Ram. Còn hải ngoại bây giờ tôi đi có hai nơi là Mỹ và Úc. Thì tôi vẫn trăn trở, và ở Việt Nam tôi đi hầu như khắp các địa phận thì trăn trở chỗ này. Là người ta chưa nắm được cái then chốt của viết thánh ca. Nhiều khi người ta hát thánh ca trong cũng như một cái nhu cầu, nghĩa là một lễ thì phải có mấy bài, rồi tìm bài hát thế nào cho đáp ứng. Mà người ta nghĩ được, tôi có nhiều ca đoàn tôi bảo không, hát xong họ không biết họ hát cái gì. Mà tôi nhắc rằng hát thánh ca đầu tiên chính mình phải cầu nguyện đã, rồi mình giúp cầu người khác cầu nguyện. Cho nên là ở một vài nơi tôi thấy có sự tranh nhau ở những cái ca đoàn nọ ca đoàn kia, rồi phân bì thế nào thế kia. Tôi bảo đó không phải là tinh thần của thánh ca. Viết thánh ca là thực sự mình cầu với Chúa và mình giúp người khác cầu nguyện. Vậy thì muốn có tâm tình để hát thì mình phải hòa nhập vào với phụng vụ và hòa nhập vào với cái lời ca mình hát, thì lúc đó mới có tâm tình được. Còn mình hát cho nó qua, cứ chọn bài, à nhập lễ hả, một lễ bài, nhập bánh rượu bài, nhập lễ bài xong, hát xong đứng lên phủi áo ra về, mình không biết mình đã hát gì, thì chắc chắn là không thể nào có tác động trong tâm hồn mình được. Chúng con biết rằng cả một đời cha tận hiến cho âm nhạc, cho Chúa như vậy, nhưng cho đến tuổi này, cha vẫn rất là đau đáu và tâm huyết về việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển thánh nhạc Việt Nam thông qua những cái công việc như là một tuần cha vẫn đứng lớp dạy và xây dựng các thư viện về âm nhạc. Thì cha ưu tư và mong muốn của cha cho nền thánh nhạc Việt Nam hiện tại là gì ạ? Thì tôi vẫn chia sẻ đối với những người viết thánh nhạc. Thì tôi vừa nói với chị là chúng ta phải có hai yếu tố. Khả năng, cái tài năng mà Chúa ban, thì chúng ta cảm ơn Chúa và cố gắng lợi, đừng nằm phí cái tài năng đi. Chúa cho chúng ta một nén, chúng ta phải khai thác. Nhưng mà tài năng không đủ và phải học hỏi. Vì thế mà tôi được học một chút, nhiều khi nhà dòng nọ, nhà dòng kia, chủng viện Hà Nội, chủng viện Huế, hay là Sài Gòn, hay là các giáo phận mời tôi đến, mặc dù là thân già, cũng ngại đi lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng không, đấy là bổn phận. Mình phát triển và giúp người khác phát triển. Cho nên tôi vẫn nói với học trò rằng cái trên trời thánh âm nhạc thì nó còn mênh mông lắm. Mình đừng bao giờ tự mãn với cái mình biết. Tôi đã đi dạy, nhiều khi có học trò hỏi tôi câu tôi không biết trả lời. Tôi phải về lật sách xem như thế nào, rồi tôi xin lỗi, rồi lần sau tôi trả lời. Như vậy thì đừng bao giờ tự mãn cái kiến thức của mình. Nếu muốn phát triển thì không phải tự mãn, mà cố gắng làm cho cái khả năng của mình mỗi ngày một thăng tiến hơn. Có một điều riêng gì mà cha muốn nhắn nhủ đến các môn sinh của cha, đến các học trò, đến các ca trưởng, ca đoàn và những người đang cộng sự trong lĩnh vực thánh nhạc không ạ? Thì như tôi vừa nói là cái tâm tư và thao thức nhất của mình là làm sao để phát triển. Mà phát triển thì phải học hỏi. Vậy không thể nào. Tôi vẫn nói đùa một cái thí dụ là thí dụ tôi với cha Tiến Dũng cùng học ở một nhạc viện Hoa. Cha Tiến Dũng học cao hơn tôi, bằng cấp cũng cao hơn. Nhưng mà những cái bài của Tiến Dũng không phổ biến bằng của tôi. Thì cái đó do khả năng Chúa ban thôi. Vậy nhưng mà khi đụng tới chuyên môn thì nhất định phải nhờ Tiến Dũng để nói chuyện. Cho nên hai yếu tố đó mình không bao giờ có thể quên được, mà phải gắn liền hai yếu tố là một khả năng Chúa cho và kỹ thuật của bộ môn mình phục vụ. Tên tuổi của cha thì con nghĩ là đã có rất nhiều người biết về cha rồi. Nhưng mà giới trẻ chúng con thì sẽ có nhiều người không có biết được con đường đến với ơn gọi của cha như thế nào. Cha có thể chia sẻ thêm cho chúng con và cũng như là chia sẻ thêm cho giới trẻ về cái cách đáp trả lời mời gọi của Chúa trong ơn gọi tận hiến không ạ? Ai cũng biết rằng con đường đi thì Chúa dẫn. Cho nên Chúa gọi thì mình đáp ứng. Có những người muốn con mình đi tu mà Chúa không gọi thì muốn mấy đó không đi. Cho nên về ơn gọi tận hiến khi mình không phải là mình muốn một lần là đủ đâu. Tôi mới nhớ là tôi cũng đã từng thao thức, và trước khi ngày xưa có chức năm trở thành phụ phó tế là nếu ký cái giấy đó một lần thì là không lùi nữa, muốn lùi phải xin tổ thánh chuẩn.
Cho nên đêm đó tôi nó trăn trở lắm, tôi nghe một cái điệu nhạc giữa trưởng và thứ của một điệu hỏi tăng 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 tăng. Vì thế mà tôi mới thấy nó hợp mình quá. Tôi biết lại cha nếu có thể. Nếu có thể cho con khỏi uống chén này, cái chén linh mục mà Chúa sắp cho con. Có thể nhìn ở ngoài, nó một cái vinh dự, nhưng mà trong nó bao nhiêu khó khăn. Nếu nó được cho con khỏi uống chén này, nhưng mà thôi, suy nghĩ và cầu nguyện, xin theo ý cha, đừng theo ý con. Thì mình vươn lên từ chỗ. Thế mình, cho nên trong cái bài Chúa không làm khi viết hát riêng về Chúa linh mục, thì tôi có viết một câu là nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Tôi phải chưa phải thần thánh, cho nên có thể sai lỗi. Nhưng mà quan hệ là lòng Chúa vẫn bao la. Dù cho bao phen con yếu đuối và thành tâm ăn năn thống hối, thì Ngài lại thế. Mà cái bài này có cái giai thoại nó buồn cười là khi Đức Cha Nho còn là chủ tịch ban giám nhạc đấy, thì nghe thanh sử hát bài này, Đức Cha Nho vỗ vai, Kim Long mánh chứ. Mánh sao mà dù bao phen Kim Long yếu đuối thì cha thành tâm ăn năn thống hối. Chứ không phải là kiểu đó thôi. Có người khác ăn năn giùm cha không? Vì thế mà sẽ thành tâm gặp tôi ông bố ba mà này, anh bắt tội em nhé nha. Cứ bắt làm thống hối được. Tôi không. Cái chuyện đó là chuyện. Tôi có mấy bài có thành tâm dâng bài ca yêu mến lên mẹ. Thế hay là bài thành tâm thờ kinh Chúa Giêsu suối mày. Nhưng mà ở vậy thì em mới được an ủi. Vậy thì em có thống hối thay anh cũng được. Thưa cha, trong các giai đoạn sáng tác của cha, thì cha thấy là đâu là cái giai đoạn mà cha thấy là mình sáng tác gọi là sung sức nhất và là có nhiều ca khúc đi vào lòng người nhất ạ? Tôi nghĩ rằng có những cái cá biệt của nó. Khởi đầu thì tôi chỉ nghĩ rằng mình biết những ca khúc nhỏ để cho cộng đoàn hát thôi. Tôi không nhìn đến cái gì mà. Có nhiều người hỏi tôi vào đi học về làm sao mà cứ viết những bài ca nhỏ này hoài. Tôi bảo đấy là mục đích của tôi. Cho nên khi tôi đi học Roma về năm 73 thì tôi vẫn tiếp tục viết những bài nhỏ nhỏ như vậy. Và cái thời gian mà tôi viết nhiều nhất là thời gian sau 75. Tôi ở một cái họ đạo ở miền quê, chỉ có 300 bổn đạo, cho công việc làm chả có gì cả, chỉ có thể sinh hoạt vào ngày Chủ nhật. Và tôi đổi thời gian không biết làm gì. Thì tôi nghĩ rằng thôi, cái giai đoạn này, cho nên thời gian đó tôi viết từ cuốn Candy 10 cho đến Candy 25. Rồi góp gọp các học trò viết mấy bài chung lời ngợi ca, rồi viết những bài hợp xướng. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái giai đoạn tôi viết nhiều nhất. Và trong cái giai đoạn này thì có một cái nhu cầu là năng cỡ năm 79-80. Thì lúc đó không một hội đoàn công giáo được sinh hoạt. Nhưng mà cái ban hát ở nhà thờ thì người ta còn cho tụ họp. Cho nên khi tụ họp thì dồn lại nhiều ca đoàn, nhiều ca viên. Và nếu cứ hát những bài lẻ tẻ một hai bài thì nó chán, cho nó cần những bài hợp xướng. Mà lúc đó thì có sẵn có mấy bài hợp xướng của Hải Linh chẳng hạn, hay cha cô Duy Linh có một vài bài, còn ít lắm mấy người khác. Thì tôi được thôi thúc để viết một số bài hợp xướng cho các đoàn là do nhu cầu. Tôi không nghĩ rằng viết những bài hợp xướng để tỏ ra ta thế nọ thế kia, mà vì nhu cầu đáp ứng. Cho đến giai đoạn sau này ca đoàn hơi sẹp sẹp rồi thôi, thì tôi phải viết theo cái kiểu nha, có thể hát một bài, có thể hai bài cũng được, để cho người ta hát phụ họa cho nó thanh thoát hơn. Con vừa rồi con có thấy là nhà xuất bản Tôn Giáo có xuất bản cuốn 100 bài ngợi ca tình yêu. Thì con biết cha có thể giải thích thêm cho chúng con hiểu là tình yêu này là tình yêu như thế nào và tình yêu này nó ảnh hưởng tới cha trong cuộc đời và trong sáng tác ra sao ạ? Tôi nhớ là năm 2007, trong cái buổi thánh ca kỷ niệm 50 năm thánh ca thì anh Bảng cũng có hỏi về vấn đề này. Sao là tình yêu? Thì tôi có trích một câu của Thánh Augustine nói rằng khi chúng ta vui thì chúng ta hát, mà khi nào chúng ta vui nhất thường khi chúng ta yêu. Vậy thì không có tình yêu thì không thể nào mà gọi là sáng tác được. Nhưng mà chúng ta đừng can gắn ghép cái tình yêu vào một hướng nào đó. Tôi có yêu Chúa thì tôi mới nói với Chúa những tâm tình của tôi được. Tôi có yêu người thì tôi nghĩ rằng tôi yêu quý trọng người là vì đấy là hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên cái cảm nghiệm của tôi là cái cảm nghiệm tình yêu là sâu sắc. Cho nên trong bài của tôi nhân kỷ niệm 50 năm làm thì tôi chọn 100 bài. Những bài nào có nói tình yêu thì tôi mới cho vào đây để như một cái dấu ấn của cuộc đời. Không có tình yêu thì tình yêu là tất cả mà. Cho nên
nếu mình càng nào mình càng yêu thì mình biết nó càng sâu sắc hơn. Khi mình cảm thấy rằng cảm được tình Chúa, cảm thấy được tình người, nhiều khi mình cảm thấy có người thương mến mình và mình nghĩ rằng à, người ta thương mình, nhưng mà không phải vì cá nhân của mình mà vì người ta quý cái tài mà Chúa ban cho mình, thì mình dùng cái tài đó để ca ngợi Chúa. Thì tôi hiểu cho nên tình yêu nó thúc bách tất cả, cho nên chính thế mà nó tình yêu giúp tôi thúc bách tôi mà. Thì cha, chúng con biết rằng những ngày này cha đang rất là bận rộn, nhưng mà cha vẫn dành thời gian để đến đây gặp gỡ cùng với khán thính giả của Tin Vui Media. Chúng con hết lòng cảm ơn cha về cuộc gặp gỡ quý báu này. Và chúng con mong rằng Thiên Chúa luôn gìn giữ cha trong suốt những ngày còn lại để cha luôn mạnh khỏe. Chúng con có một tấm gương mục tử nhân lành để nhìn lên, học hỏi và cảm nhận về sự khiêm nhường của cha. Vâng, xin cảm ơn chị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chúng tôi tâm sự. Và đấy là một dịp may của chúng tôi. Vì nếu những gì chất chứa trong lòng mà không có những dịp này thì chúng tôi không thể bày tỏ được.